Cô mình đây mình có cái hàm bát quái nha không? Cửa hầm đó. Cái hàm bát quái này bao lâu mới mở một lần vậy con? Một năm mở ngày Tết, 25 Tết. Một năm mở ngày 25 Tết không? Mình có đi xuống đó tham quan. Không có cho. Chào các bạn đã đến với kênh channel của mình. Hiện tại mình đang đứng trong chánh điện của Tòa Thánh Tây Ninh nha các bạn. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn những thông tin liên quan đến hầm bát quái và hai giảng đài ở giữa chánh điện, cùng 7 chiếc ghế được sơn son thiếp vàng, chạm trổ hình long phụng vô cùng uy nghiêm ở giữa chánh điện của Tòa Thánh Tây Ninh nha các bạn. Trong phần chánh điện của Tòa Thánh Tây Ninh, du khách tham quan rất là đông, nhưng có lẽ rất ít người biết rằng phía sau quả càn khôn có thờ hình thiên nhãn, có một cái hầm người ta thường gọi là hầm bát quái. Bởi vì hầm được thiết kế trong chánh điện của tòa thánh, bên trên hầm là quả càn khôn và bên trên quả càn khôn là bát quái đài. Bát quái đài nằm phía cuối trong tổng thể kiến trúc của tòa thánh, có lẽ vì nằm dưới bát quái đài và ẩn chứa nhiều bí mật linh thiêng bên trong nên được gọi là hầm bát quái. Hầm bát quái được làm nơi cất giữ tro thiêu hài cốt của các vị chức sắc hàng tiên vị trở lên. Hiện tại trong hầm bát quái có 6 hũ tro cốt của các vị chức sắc đã đăng tiên. 1 là Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung, 2 là Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh, 3 là Đầu Sư Thái Thơ Thanh, 4 là Ngọc Đầu Sư Ngọc Trang Thanh, 5 là Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư, 6 là Bảo Đạo Cao Minh Chương. Và sau đây mình xin mời các bạn theo chân mình cùng nhau khám phá để hiểu rõ hơn về đạo Cao Đài và Tòa Thánh Tây Ninh nha các bạn. Cô mình đây mình có cái hầm bát quái nha không? Cửa hầm đó. Cái hầm bát quái này bao lâu mới mở một lần vậy con? Một năm mở ngày Tết, 25 Tết. Một năm mở ngày 25 Tết không? Mình có đi xuống đó tham quan. Không có cho, chỉ có nam đi được một hai người xuống quét lao dọn với một cái thờ mấy khu cốt thôi chứ đâu. Khu cốt của ai vậy cô? Các đấng các vị kinh bói ngày xưa đó. Dạ, Đức Hộ Pháp rồi. Không, Pháp thì ngoài tháng còn của Đức Quyền Giáo Tông. Đức Quyền Giáo Tông. Lâm Hương Thanh nữa, hình như năm sáu hộ chứ. Vậy là mình đâu có đi xuống được, chỉ có không, mà cái đó là chỉ có nam xuống được thôi. Nam xuống quét lao dọn vậy đó. Còn nãy nghe nói đi xuống là 12 người. Dạ. Một cái người xuống qua quét chứ. Mới ngày 25 âm lịch Tết. Một năm mở một lần. Đi giữ ngoài tổ mộ ở trong này cũng lao dọn quét đi. Dạ. Tổ mộ vậy. Cô cho con hỏi hai cái chỗ này là ai đứng vậy cô? Đây là hai cái giảng đài. Giảng đài. Để những ngày lễ có hai vị chức sắc lên điều khiển buổi lễ á. Dạ. À, và những ngày có vị chức sắc mất á. Dạ. Thì lẫn thiên quan tài ở chỗ này, nam thiên quan tài ở này. Một vị chức sắc nam lên đứng thiên như cung nghẹt vậy đó. Cô giết cô cho con biết chẳng hạn như là bảy cái ghế không đằng đó là mình thờ ai hay là sao? Thờ Duy, thờ Tượng Trưng. Tượng Trưng. À, dạ. Cái ngày lớn là của Đức Quyền Giáo Tông. Ngày lớn là Đức Quyền Giáo Tông. Ba vị chứng pháp, ba vị đầu sư, như mình thờ Vô Di, thờ Tượng Trưng. Dạ dạ, cảm ơn. Tượng trưng cho phần nhân đạo. Dạ.